biết ai dựng cái tiểu cảnh này đẹp thế này. Rất đẳng cấp các bạn. Đấy, kèo cột. Đây thì mình không nhầm thì đây là tác phẩm do anh Phúc Đá. Anh Phúc anh làm. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bonsai Channel lại có mặt tại triển lãm sinh vật cảnh của Hoài Đức. Thời điểm tôi làm video này là 1 giờ chiều. Tôi sẽ quay buổi trưa như này để gửi đến các bạn những cái thước phim tại triển lãm. Đây khu vực khán đài, khu trung tâm. Ở đây thì có rất nhiều các YouTuber cũng chia sẻ, nhưng mà mình sẽ quay cho các bạn những cái tác phẩm ở khu vực trung tâm trước và các cái cây phía phía bên ngoài để các bạn cùng cập nhật theo dõi nhé. Đã, cây này của bác Ngọ, tác phẩm cây xanh long song long thập toàn Ngọ Độc Trúc, số điện thoại này. Tác nghiệp buổi trưa nhưng mà cũng rất là nhiều anh chị em đam mê ở các tỉnh về đây. Cây của bác Ngọ đặt ở trung tâm vị trí ở khán đài này. Theo quan sát của mình thì ngày hôm nay hội tụ về đây rất nhiều tác phẩm đặc sắc. Mời các bạn xem thì cho cảm nhận comment nhé. Anh chào anh nhé. Quả cá xuống từ sáng nay à? Rất nhiều tác phẩm cỡ đại này tại cổ Kỳ Mộc. Mình sẽ chụp một cái ảnh đại diện ở đây. Tác phẩm này khủng khiếp nhỉ. Chất liệu xanh Nam Điền các bạn ạ. Hôm nay thì tôi chưa nắm được lịch là giao dịch ấy. Đã có cái cuộc giao dịch là bao nhiêu tiền hoặc là con số cụ thể là bao nhiêu chưa, mình chưa nắm được. Nhà vườn Đức An ở Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên. Cây này quá khủng này. Này sẽ có cái đường chạy rồi các cái tay cột kèo khiếp khủng luôn. Cái này cao 4 mét cả chậu, nằm trên một cái sập lớn. Đại cổ Kỳ Mộc. Rất đẳng cấp. Bác nào mà ở khu vực Hoài Đức thì cứ qua đây để xem nhé. Long, long, long.
Lộc Bắc Linh. Đi như thế này để các bạn đến cọ sát về cái hướng và cách làm của những chủ vườn và hoặc anh em làm nghề. Để các bạn về ứng dụng cho cái cây của các bạn. Rất đẹp. Phẩm này của anh Đức Anh. Giữa trưa bắt đầu là có nắng. Chụp ảnh. Lùi ra cho các bác chụp ảnh. Còn bên này. Cái này là của hình như là cái tác phẩm này của gần giống như tác phẩm của chú Binh hay chú Tình. Xem của ai. À của anh Thinh Trọng. Cái xì rất khiếp lực khủng luôn. Bạn nhìn cái chân bậy. Cái hệ thống chân về những cái triển lãm như thế này thì phải nói là cảm ơn anh Hùng Siếc, vợ chồng anh Hùng Siếc đã kết nối được rất nhiều các chủ vườn, những cái tác phẩm đẹp hội tụ tại đây. Này là không phải cày đá mà hình như là các cái xỉ than là sao đấy, là vẩy vẩy các cái xi. Da trắng. Rất đẹp. Rồi, mời anh em sang kế bên. Cái này cũng rất là to. Chẳng biết là của ai. Lát nữa mình sẽ lùi lại cho các bạn xem tổng bóng của cái này. Không biết ai dựng cái một cái tiểu cảnh này đẹp thế này.
rất đẳng cấp các bạn. Kèo cột đây thì mình không nhầm thì đây là tác phẩm do anh Phúc đá, anh Phúc anh làm tác phẩm này rất có hồn đúng không các bạn, đẳng cấp. Đây là chủ nhân, nhà vườn Nhật Cường. Đây các bạn nhìn bóng này, một cái xí cổ. Nếu mà tính ra cái đường thân của cái này là nó rất nhiều thân, thân mới dễ. Nhưng mà vào cái bàn tay của người nghệ nhân, người ta đã dựng lên các cái rễ hẳn như hoàn toàn là bám vào các cái mái đỉnh cổ, rất đẹp, sáng tạo. Quan trọng là và trên mái lại gắn rêu, rất đẹp. Em chào bác ạ. Chào bác nhé. Lấy sợi đại thanh của ông đấy. Bây giờ bao người cứ hỏi mua. Vườn tốn làm nhà 2 năm rưỡi. Có cái chân nối cả đôn này. Nên mình sẽ kết thúc cái video những cái cây đại ở cái trước khán đài này. Còn sẽ quay cho các bạn tập trung những cái cây xinh xinh nhỏ nhỏ bonsai này cùng anh em cùng ngắm nhé. Rồi, hãy nhớ like fanpage là Bonsai Channel. Like video này giúp mình nha. Cảm ơn các bạn.